Đó. Chấm cho đây ngon rồi. Dai Mời cô chú anh chị nha. Thành Vlog xin chào tất cả mọi người nha. Tiếp tục video hôm nay, gia đình Thành sẽ mời tất cả mọi người cùng dùng món cháo gà. Có thêm đây có gỏi bắp cải nha mọi người. Cháo gà là gà này là Thành nấu cháo nấm nha mọi người. Nấm rơm. Giờ gia đình Thành sẽ mời tất cả mọi người dùng cháo gà cùng với gia đình Thành. Đây. Quá wow, nguyên con gà này là 2,5 kg nha mọi người. Cá cam. Nhổ sạch lắm người ta. Xé đi, xé đùi đi con. Xé đùi. Em ăn đùi chứ ăn cháo sao đúng không? Đùi 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 có ấy. Con ăn đùi đùi có da. Xé lại đi. Không. Mẹ bự luôn trên hả? Bự nghe ăn ngán ăn hết rồi. Con không ăn da đâu. Đây được cái kéo. Trên này ăn được. Không ăn da đâu cha. Không ăn da đâu. Bẻ nè. Đó. Wow, cái đùi gà. Đi chặt. Mẹ nó kẹt luôn mà trời. Lũ đảng. Vâng. Đây. Mời cô chú đây kìa. Mời cô chú đừng hớt. Mời cô chú đừng hớt. Xíu to. Đây là một cái nè. Trời ơi nè nè. Quá rồi. Ủa mẹ bự không con à? Con chút xíu à con nhỏ. Cho ăn cái này đi. Quá trời. Nhỏ nhỏ dễ ăn lên. Hả? Đi nhìn cầm gà. Ăn đại đi trời. Xích nhỏ nhỏ vừa miệng. Đây ta. Cắt đôi vừa miệng. Cầm. Mày muốn lấy giấy. Lộn khớp. Anh chị kéo co. Đó. Chén chấm siêu cay mọi người ơi. Mời tất cả mọi người nha. Mời cô chú anh chị nha. Ủa mà mọi người nó lúng mà. Quá. Đang từ 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 lấy khăn giấy mới nè. Cha là cay nhất hơn mẹ luôn. Khăn giấy. Đây, xử cái này nha mọi người. Chấm cho đây mọi người. Dai ngon. Mời cô chú anh chị nha. Miệng dai. Đúng con gà thả dừa. Nè. Chấm sốt mayonnaise với trứng cà rốt béo. Ngọt. Ngọt rồi dai. Ngọt đây luôn. Chấm mà muối này muối ớt à. Mẹ kêu cơ. Đưa không cắn. Cắn luôn. Nhưng mà cho cái. Cho ngon đã. Milo, cho Milo cái đầu đi. Mẹ vàng vàng này là gì vậy? Mì lục. Không ăn luôn kìa. Chê rồi, giận rồi.
tôi dẫn à. Tại vì nó cho nó ăn cơm. Ngon kìa. Dục ra ta, bỏ đây. Trời, mình đâu ăn mà. Sốt dét, sốt dét. Mấy gỏi thôi. Ôi. Miếng cháo. Miếng. Cháo mà cháo đúng đơm mà. Muối tiêu chanh nữa, muối, mặn tiêu, tiêu cay, ớt cay, chanh chua nữa, trời ơi. Gân không tăng được hả? Bỏ gân cũng được gân bỏ. Thì giờ bắt đầu mình sẽ ăn cái cổ. Cổ không dám ăn được. Mình xé, mình được đẹp sao? Chấm không? Ừ. Đã. Ăn xong cái đồ giờ mình ăn tô cháo nha. Ngon. Chua, cay, mặn. Có chan không? Cay lắm. Đủ vị luôn. Mẹ cho con thử nắm cho mẹ. Ăn hết rồi đi, ăn cháo với mẹ nè. Ăn hết rồi đó. Cháo bỏ miếng bỏ vô nha. Alo, 1, 2, 3, 4. Cắt cắt. Xế ra. Cho. Ngon. Ngon. Rồi. Ừ, chắc. Nhấm ra nước cháo mặt. Nè. Mẹ còn xế một đứa rồi. Còn dầu nữa đâu, để ăn rồi. Ăn gà này 2,5 kg 3 người phải ăn hết nha. Trời ơi. Ăn hết. Phải sạch mâm, sạch dĩa hết. Sạch mâm thì để rồi không? Má ăn ớt cay dở, cay. Không có nước rồi. Có quyết không từ chán này trời. Thằng này
Cậu gà mát tay. Dạ, mất rồi. Tiếp tục là mình ăn cái gì ta? Gan. Bự vô luôn hả? Ừ. Cắt luôn. Cắt vô. Cắt. Cắt miếng này. Mà có được. Mềm luôn. Ồ, cái gan. Cái nó mềm. Đúng mà gà tươi quá. Này gà thái vừa dai giống y gà dưới quê mình nuôi mà. Không đa nằm khỏi ăn cháo. Mà ăn gà nó cũng no luôn. Bị quá hả? À. Quá. Mà không nuốt. Gà là mình ăn không ngán lắm. Có thêm tí cháo nữa. Ăn gì đây? Quá. Wow. Giò đấy. Thôi giò chút ăn sao thì để ngồi ăn không nổi. Ăn cái cánh đẹp hả? Dài quá con không ăn được. Ăn cái nhỏ thôi. Dài. Trời vui trời không? Con chuông nước. Con chuông nước nổi nữa. Để coi nước mình đang nè. Để đó đi. Thở cái lượng múc luôn. Múc ăn chút. Đồ. Cánh đồng hơi luôn. Cái bình da này luộc. Cái da nó cũng vàng thật. Cái gì vậy? Cháo. Cho nó mềm. Dạ. Thật không? Dạ. Cái em nó thịt nhỏ nhỏ nè. Cá thế thì mình đổ tiếp. Con hò hò thì chấm con cà hoa, thì chấm phú mayonnaise nữa. Dở quá. Da vàng thật luôn. Vàng nó không mà vô con gà. Có vô mình luộc á. Thấy luộc bình thường mà đâu có bỏ ngại gì luôn. Ta luộc kiểu gì á mà vàng thật. Vàng thật là ta bỏ bột ngại vô đó. Bột ngại vô nước luộc á. Chứ sao mà con mòn con gà được. Thế nó đường hơi thời mét bụi. Nhỏ ra vừa ăn dài lắm. Dài lắm. Nhai không nuốt hết đi rồi con ăn tiếp. Còn đóng vô dai không nuốt nổi. Thì có gan nữa. Trúng gan. Trúng gan. Coi cái gan nha.
Đù. Cái này sáng làm bút tiêu chanh này thiếu cái gì nữa không? Đố anh biết. Chắc. Gì? Chắc, thiếu chắc. Chắc chà biết chứ thiếu chắc gì? Chanh. Thiếu bột ngọt. Thiếu chanh. Thiếu chanh mới đúng. Đúng không mẹ? Thiếu gì nữa không? Lá chanh. Cắt vô mấy miếng ăn với gà này thôi, cháy bá cháy đi. Lá chanh đâu gà? Chỗ bánh gà có. Đấy, có đâu? Mình xin. Cái đó mình xin nó mới đưa đi đầu gà mà có. Muốn tiêu cắt miếng lá chanh vô. Ăn chung với mấy thịt gà nó bá cháy. Mập. Ngon. Cũng đang phải lá chanh. Thôi lá chanh. Ổi. Lá chanh á, ai ăn lá ổi ba. Lá ổi trông ngon. Lá ổi hồi nhìn nó ngát ăn. Từ lá ư. Ngon chết. Lá chanh mới thơm. Lá chanh vô mới tiêu rồi, chấm gà. Ngon cả. Ăn nghe nhạc nữa chật. Rồi mình xé gà nữa. Mẹ ra không, mẹ này không có nói to gì hết. Nó to. Bự hơn. À, con thấy trong TikTok người ta nó to mà. Ờ ta đeo mít. Micro. Không muốn nói micro. Micro hết tao kê. À rồi. Ừ. Mẹ thêm tương cà. Mẹ thêm tương cà. Chờ đấy thật chứ. Cha em cũng cà. Ừ. Ừ. Chắc em là muốn hết cái giờ kìa. Ăn dở bụng lắm. Cái đó. Nó quá. Cái chỗ đường á, không đường. Để con xì. Mọi người, chết đi. Chứ kèm đâu biết ăn thịt gà hôm nay ăn được nhiều đấy chứ. Hết cái đường. Chê đó, chút chê. Dạ ngon chết. Chút còn nhỏ. Chút còn nhỏ mà, con có 5 tuổi à. Nữa mà cắt ăn. Chút chút còn nhỏ, không biết ăn thịt. Lúc trước con sẽ có 5 tuổi rồi, ra nói gì vậy. Giờ lớn mà biết ăn thịt cũng đỡ. Xưa ăn thịt phải bầm không mới được ăn bự như đây đâu. Ừ, gì? Chọc. Chị là cháo hả? Ăn hết con gà không ăn hết. Chị là cháo à? Chị là cháo. Chị là cháo. Chị là cháo, chị gỏi luôn. Ăn thịt gà không no. À, làm này ngán rồi. Làm thích cái đùi rồi, mới thấy dội rồi. Đùi bự quá. Ngon. Cái đùi đó là đùi lớn đó. Mẹ nguyên ấy là nguyên đùi lớn. Nguyên cái đùi lớn ăn xong ngán luôn. Dội lên luôn. Sợ mốt á, mua gà ăn hai cái đùi ha. Cháo ngon mày bớt. Cháo ngon. Đục, vô cái kem mà chắc cháo. Nè, cái hớ này nó cục quá. Đi dở á.
La quá. Cô cháu hai người ăn hết. Ăn hết xem nào. Này biết gì không? Trứng vậy? Trứng giấy à? Trống quá. Trứng không chịu. Trứng nó là... Không ăn trứng đâu. Gà, gà trống có trứng. Không biết làm. Gà trống để trứng đó. Thôi đích để sao đi, mọi ngán lắm. Đích thì đích bự. Mẹ con thấy đi, con thấy trên TikTok á, con gà là đã bị nấu rồi mà nó nhảy chu đích á. Gà, gà nhảy chu đích. Nó chiên. Nó chu đích sao? Nó chu đích. Nó cởi quần đích. Khi bạn lướt TikTok vào quá nhiều, bạn phải đi nhiễm. Bị nhiễm bạn nhảy theo đứa nó luôn. Nó con gà đã bị chiên rồi mà nó không chết mà nó nhảy. Nhảy tưởng gì nấm vậy đó cha. Lúc nãy là mình đun cháo mình thấy vừa ăn, qua đây mình ăn gà xong quay đang cháo hơi nhẹ, thấy hơi lạ. Hơi lạ không? Lúc nãy thấy vừa ăn nữa chứ. Mà cái tự nhiên nãy ăn thịt gà chấm muối hay không? Đúng rồi, tại vì mình chấm muối này mặn. Ăn qua gà nó mặn. Ăn cháo rồi nó lạc, hơi lạc quá. Con thấy ngon rồi lạc cái gì mẹ? Cái kem ăn gà chấm muối. Muối mặn thấy ăn cháo lạc cũng được. Nói ăn hết đi. Không, tham nổi à. Nói mà 2,5 kg là dễ gì. Ba người ăn hết rồi, con dễ. Thôi, tạm biệt mọi người nha. Ăn hết nổi rồi mọi người. Dạ, con ăn nổi mà. Để kem ăn kìa. Chú nó luôn mà. Ăn đi. Đó bạn mọi người nha. Chả miên nhi. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Ẩm thực Thành Vlog. Xin cảm ơn các bạn.